Sáng ngày 12 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã ở Đắk Lắk. Tại tang lễ của nạn nhân Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Ikatu và nạn nhân Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo điều tra, vây bắt các đối tượng. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thăm hỏi Thượng úy Đàm Đình Bóp, 30 tuổi, Phó trưởng Công an xã Ikatu, và Đại úy Lê Kiên Cường, 35 tuổi, cán bộ Công an xã Ikatu. Đại úy Cường và Thượng úy Bóp là hai cán bộ may mắn thoát chết trong vụ việc, nhưng cũng bị thương nguy kịch đang được điều trị tại bệnh viện. Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tập trung điều kiện tốt nhất về y tế trong việc điều trị chăm sóc cho hai cán bộ. Trước đó, theo thông báo của Bộ Công an, rạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người chưa rõ danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Y Tiêu và Ikatu, khiến một số cán bộ người dân tử vong. Tới 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, lực lượng Công an đã bắt giữ 26 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công.